thiếu niên này vừa mới che bai nói rằng nhà chúng ta dù có nghèo cũng không đến mức phải ăn của gai chứ hừ không ăn không ăn đâu giây tiếp theo liền tự vả cái gì đây ngon quá đi mất thời gian trôi qua rất nhanh chắc mắt vân phù đã trọng sinh được nửa năm rồi vân phù học theo thùa với lưu thị sau khi vân phù bị kim đâm không biết bao nhiêu lần cuối cùng cũng theo xong một chiếc khăn tay để ta xem muội muội theo gì nào ơ kìa sao muội muội lại theo một nấm mồ lên khăn tay trên nấm mồ còn mọc đầy cỏ nữa Huynh nói bậy, nhị ca. Muội theo đó là, là nuôi lớn và cây cổ thụ. Nhị ca, mấy hôm trước huynh đòi muội khăn tay. Muội đã hứa với huynh rồi, chiếc đầu tiên tặng cha. Chiếc thứ hai sẽ theo cho huynh. Bây giờ muội sẽ theo. Không không, muội muội theo khăn cho cha vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi. Nhìn bàn tay nhỏ bị kim đâm kìa. Không cần đâu nhị ca, muội không mệt. Vẫn là không cần đâu. Muội muội, nếu muội thật sự muốn theo, thì theo tặng đại ca đi. Đại ca mấy hôm trước còn nhắc đến, muốn khăn tay do muội muội theo cha hay là để con theo lại cho cha một cái khác nhé ta thấy muội muội theo rất đẹp có thể theo cho ngũ ca một cái không được chứ lưu thị vừa định ngăn cản thì thấy vân phù vui vẻ đồng ý vân chi lan và vân chi lễ tan học muốn lên nồi hải rau dại vân phủ cũng muốn đi cùng hai ca ca vân chi lan hơi mất kiên nhẫn không muốn dẫn theo cô bé vân tiểu muội cũng ra chân nồi hải rau dại sao ta tên là vương ngọc nga cũng là người tây lĩnh thôn trước kia chưa thấy muội ra đồng bao giờ vân tiểu muội đây là lần đầu muội hái rau dại sao đúng vậy ngọc nga tỷ 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 cứ gọi ta là vân phủ là được vân phủ đi cùng vương ngọc nga vương ngọc nga thường xuyên ra ngoài hái rau dại những nơi gần tây lĩnh thôn cô ấy đều rất quen thuộc hai người đi đến chân núi một bãi rau dại rộng lớn hiện ra trước mắt chúng ta hái ở đây đi hai người vừa nói chuyện vừa làm việc không biết mệt chẳng mấy chốc vương ngọc nga đã hái đầy giỏ còn vân phủ mới chỉ phủ kín đáy giỏ vân phù ta hái đầy rồi để ta giúp muội hái ngọc nga tỉ 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 giỏi quá nhanh như vậy đã đầy rồi đâu có ta chỉ hái quen tay nên mới nhanh thôi muội cũng có thể làm được trước mắt giò của vân phù cũng đã gần đầy nửa tỉ sao vậy ngọc nga tỉ tỉ ta không sao ta chỉ bị của gai đâm một chút thôi vân phù nhìn xuống đất của nhiên một của gai tròn xe nằm trên mặt đất mà vương ngọc nga quanh nam nằm nụng vất vả Đế dây mòn quá mỏng. Bị của gai đâm thủng. Đâm vào chân. Có cần cởi giày ra xem không? Không sao đâu. Bên cạnh có một bụi cây gai. Ta thường xuyên bị thứ này đâm vào chân. Tuy không đến mức chảy máu. Nhưng cũng rất đau. Vân muội muội cũng phải cẩn thận. Vân phù đi tới nhặt một của gai lên. Lấy đá đập mạnh. Lập tức sững sờ. Hóa ra là hạt rẻ. Không ngờ hạt rẻ lại mọc từ trong của gai này. Trước kia ta không thích ăn hạt rẻ lắm đó là vì mọi người thường lúc hạt rẻ lên rồi ăn tuy có thể no bụng nhưng không thể gọi là ngon cho đến khi ta gặp một cô gái xuyên không tên là đường tâm tâm làm món hạt rẻ rang đường lần đầu tiên biết hạt rẻ còn có cách chế biến này ăn rất ngon luôn nhớ mãi không quên liên xin đường tâm tâm cách làm hạt rẻ rang đường đường tâm tâm nói với ta đây là cách làm ở quê cô ấy cô ấy còn nói mình đến từ tương lai là xuyên không đến đây thật không ngờ hạt rẻ lại được lấy ra từ của gai ngay cả vương ngọc nga cũng không biết của gai này là hạt rẻ vậy cây này chắc là cây rẻ dại hạt rẻ này còn chưa đến mua may mà phát hiện kịp thời nếu không đợi hạt rẻ chín tự dụng xuống rơi xuống đất cũng sẽ nứt ra lúc đó sẽ chẳng còn phần tà nữa dân làng chắc chắn sẽ tranh nhau nhặt hết cô bé mừng thầm cô định nhặt những của gai này về làm hạt rẻ răng đường, mang ra chợ bán. Bổ sung chi tiêu gia đình. Vân Phù cẩn thận kẻo gai đâm vào người. Được rồi, Ngọc Nga tỷ tỷ, chúng ta về thôi. Không cần khách sáo đâu Vân Phù, muội không hài thêm chút nữa, về nhà không bị mắng sao, sao lại bị mắng chứ? Ta cũng thấy lưu thầm thầm sẽ không mắng người đâu. Vân Phù vừa đi vừa nhặt của gai bỏ vào giỏ. Sao muội lại nhặt những của gai này? Lỡ gặp người xấu có thể dùng để ném bọn họ. Vân Phù muốn nói với Vương Ngọc Nga bên trong là hạt rẻ. Nhưng cô bé cũng không hiểu rõ Vương Ngọc Nga, sợ cô ấy biết rồi cả làng đều biết. Vậy cô bé còn bán hạt rẻ ra đường cái gì nữa? Vương Ngọc Nga cũng không hỏi nhiều, chỉ cho là Vân Phù ham chơi nên mới nhặt của gai. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Vân Phù liền nhìn thấy Vân Chi Lan và Vân Chi Lễ đang đứng đợi ở ngã ba đường. Muội đừng nghĩ nhiều, ta không phải cố ý đợi muội. Mẹ dặn phải đưa muội về nhà an toàn. Ta chỉ sợ mẹ trách mắng. Hôm nay cảm ơn tỷ đã chăm sóc muội muội ta. Mấy quả trứng chim này tặng tỷ. Không cần đâu, ta cũng chẳng giúp gì. Vậy thì, Ngọc Nga tỷ tỷ, ngày mai rảnh rỗi đến nhà ta chơi nhé. Vương Ngọc Nga không phải không muốn lấy trứng chim, mà là mang về nhà cũng chẳng được ăn. Về đến nhà, Lưu thị đã bắt đầu nấu cơm rồi. Ta đã nói mà, nó hái được bao nhiêu rau dại chứ, lại còn mang của gai về. Thứ này ăn được sao? Mẹ, lát nữa mẹ luộc của gai này cho muội muội ăn bắt nó ăn dù muốn hay không cũng phải ăn nhị ca lát nữa muội làm của gai này xong ta đoán huynh sẽ tranh ăn cho mà xem rau dại này sao với dầu ăn con có thể ăn với bánh bột ngô nhà ta dù nghèo cũng không đến mức phải ăn của gai chứ vân phù không để ý đến huynh ta tự mình bóc của gai vân chi lễ nhìn thấy hạt rẻ bên trong mắt sáng lên hóa ra bên trong của gai này là hạt rẻ cậu ta đã từng thấy trên cây rồi vân chi lễ giúp vân phù hai người cùng nhau nhanh chóng bóc hết vỏ hạt rẻ hạt rẻ này ở đâu ra dạ vậy mẹ đây là hạt rẻ muội muội nhặt được ở chân núi chính là bóc ra từ trong của gai đó mẹ mấy cây gai ở chân núi là cây dại hay là tối nay con với mấy ca ca đi nhặt hết của gai về thêm nhé được tối nay các con đi đi đợi chúng ta hái gần hết mẹ sẽ đi nói với trưởng thôn một tiếng dù sao đây cũng là đất của tây lĩnh thôn Chúng ta sống ở đây mà ăn một mình cũng không hay Lúa chưa thu hoạch Nhà nào nhà nấy cơ bản đều thiếu lương thực Ta báo cho trưởng thôn Cũng coi như báo đáp Ơn lần trước trưởng thôn binh vực Nhà ta Buổi tối, phân phù này nỉ lưu thị làm hạt rẻ răng đường Dùng hết nửa muỗng đường Hạt rẻ giang đường vừa dọn lên bàn Lập tức thu hút mọi người trong nhà họ Vân Vân chi trường ăn nhanh hơn ai hết Thơm quá, hạt rẻ giang đường đúng là ngon thật Nhị ca, không phải huynh không ăn sao? Nhiều lời. Đừng ăn hết. Để dành cho cha người nếm thử. Đại ca lần đầu tiên đi buôn bán gặp nha hoàn nhà giàu. Mở hàng đã bán được 10 đồng. Buôn bán thật sự dễ dàng như vậy sao? Lão tứ, con loay hoay với đám cỏ dại ngoài sân làm gì vậy? Bảo con đi hái rau dại. Ngay cả muội muội con còn nhỏ như vậy mà đã hái được nhiều rau dại, còn mang hạt rẻ về nữa. Con là ca ca mà còn không bằng muội muội hiểu chuyện. Nhị đệ, đệ vứt hết đi cho ta. Tứ đệ, đừng để cha mẹ và đại ca phải lo lắng nữa. Mau vứt hết đám cỏ dại này đi. Nhị ca, đừng động vào bảo bối của ta. Đệ coi đám cỏ dại này là bảo bối sao? Để ăn hay để mặc? Nhị ca, tứ ca hái về có khi thật sự là bảo bối đấy. Nếu ta đoán không nhầm. Tứ ca hái về chắc là dược liệu. Người tin tưởng ta nhất trong nhà. Hóa ra là muội muội. Mấy hôm trước ta nhận được một cuốn sách thuốc. Nhận biết dược liệu theo sách Hôm nay đã hái được một ít dược liệu trên núi Nhưng ta vẫn chưa nhận biết rõ ràng những dược liệu này Chỉ có thể phơi khô rồi mang đến tiệm thuốc hỏi Nếu bọn họ nói đúng Thì là ta nhận biết đúng rồi Nhưng ta vẫn chưa dám Nói với người nhà Lỡ như đây không phải dược liệu Chẳng phải ta mất mặt sao Nếu muội muội con nói là bảo bối Thì cứ giữ lại đi Buổi tối Vân Chính Khanh dẫn các con trai đi hái hạt rẻ Hai canh giờ sau trở về đây áp chiến lợi phẩm. Phù nhi đúng là sao may mắn của nhà ta. Có những hạt rẻ này, nhà ta có thể ăn được một thời gian dài. Đúng vậy, mấy cây này chúng ta hái gần hết rồi. Số còn lại để dành cho dân làng Thạch Kiều Trấn đi. Mẹ, con muốn ngày mai làm hạt rẻ giang đường mang ra chợ bán. Làm vậy được sao? Hạt rẻ đi là hái miễn phí. Nhưng đường thì đắt đỏ. Lỡ giang xong mà bán không được. Chẳng phải lỗ nặng sao? Đúng vậy, hạt rẻ giang đường phải cho đường. Thời buổi này nhà nào mà nỡ ăn đường chứ Ta thấy sẽ không ai mua đâu Con ủng hộ đại ca Đại ca nhất định sẽ kiếm được tiền Phù Nhi nói được Vậy con cứ thử xem Bán không được thì mang về nhà mình ăn Vâng, cảm ơn cha Cảm ơn muội muội Đại ca, Huynh nhất định làm được Sáng sớm, Vân Chi khiêm dậy rất sớm Cậu muốn làm hạt rẻ rang đường sớm một chút Mang ra chợ Thạch Kiều Trần bán Lưu Thị không yên tâm Sáng sớm cũng dậy giúp Vân Chi khiêm Lúc Vân Phù tỉnh dậy Hai người đã làm xong hạt rẻ giang đường. Tổng cộng làm 20 cân. Vân Chi khiêm mang Vân Phủ và mẹ đi bán hàng. Mẹ, sao bây giờ? Hết chỗ bán hàng rồi. Đại ca, chúng ta không cần chỗ bán hàng đâu. Cứ tìm chỗ nào đó bày ra bán là được. Làm vậy cũng được sao? Đúng vậy đại ca. Chiến chỗ bán hàng còn phải trả tiền nữa. Chúng ta cứ tìm chỗ nào đó bán. Lát nữa con canh chừng. Quản lý thị trường đến, chúng ta vác giỏ lên chạy là được. Đại ca, chỗ đó có chỗ trống kia. Mẹ, mẹ thấy bán hạt rẻ giang đường giá bao nhiêu là hợp lý? 8 đồng được không? Không được, mẹ, đường đắt như vậy. Chúng ta bán 8 đồng thì không có lời. Hạt rẻ lại không mất tiền mua. Chúng ta bán đắt quá, lỡ không ai mua thì sao? Hạt rẻ giang đường ngon như vậy, cộng thêm đường các thứ, bán 8 đồng chắc chắn lỗ. Con thấy bán 20 đồng mới hợp lý. Cứ theo lời muội muội, bán 20 đồng. Đại ca, nếu có người đến mua hạt rẻ giang đường kìa. Huynh dùng gì để cân? Chuyện này không cần lo lúc đến ta đã mượn cân của nhị vượng thúc rồi ở nhà đã thử nhiều lần một cân khoảng 45 hạt ai mua hạt rẻ răng đường của chúng ta chúng ta tặng thêm năm hạt như vậy bọn họ mang về cân lại nhất định sẽ rất vui đại ca của nhiên là người có tài buôn bán đại ca huynh nên mua thêm giấy dầu Lỡ có người mua hạt rẻ của chúng ta phải có thứ gì đó để gói chứ mẹ muội muội hai người trông coi quầy hàng con đi quanh đây xem có bán giấy dầu không vân chi khiêm mua giấy dầu xong vội vàng chạy về nhưng về đến chợ Thấy quầy hàng của họ chẳng có ai hỏi han. Mẹ, sao không ai thèm biết nhìn hạt rẻ của chúng ta vậy? Mẹ, đại ca, chúng ta có thể giao hàng mà. Hai người nhìn kìa. Nhìn theo tay Vân Phù. Lưu Thị và Vân Chi Khiêm, cổ nhiên thấy hai quầy hàng bên kia đang giao bán. Hét to một tiếng như vậy. Những người đi đường đều tò mò. Quầy hàng kia bán gì? Ta có thể làm được không? Đại ca, huynh nhất định làm được. Hạt rẻ giang đường. Hạt rẻ giang đường ngọt ngào thơm ngon. Hạt rẻ giang đường này bán thế nào? Bác cái, hạt rẻ này không đắt đâu, 20 đồng một cân. Bác nếm thử xem hạt rẻ có ngon không đã. Ngon thì mua. Đắt vậy, số tiền này mua thịt ăn còn hơn. Không mua, không mua. Bác cái đi rồi. Lại có nhiều khách đến hỏi. Đều hỏi giá rồi bỏ đi. Đều chê đắt. Họ bán hàng cả buổi sáng. Chẳng bán được cân nào. Chẳng lẽ chúng ta bán đắt thật sao? Đại ca, có thể chúng ta nhắm sai đối tượng rồi. Hay là chúng ta đổi chỗ bán đi? Mẹ, muội muội, chúng ta về nhà thôi. Ra khỏi chợ. Trên đường rất náo nhiệt. Dọc đường đều có những người bán hàng rong rào bán. Mà các cửa hàng hai bên đường. Cũng dần dần có người vào. Vân Chi khiêm lúc này mới phần trấn tinh thần. Giao bán hạt rẻ rang đường trên phố. Quả nhiên. Vân Chi khiêm vừa hét lên hai tiếng. Đã có người chặn họ lại. Người này ăn mặc giống nha hoàn nhà giàu. Huynh nói hạt rẻ rang đường này ngọt sao. Vâng, cô muốn một cân hay nửa cân? Có thể cho ta nếm thử trước không? Được chứ. Vân Chi khiêm chọn một hạt rẻ to, đưa cho Nha Hoàn. Mỗi hạt rẻ đều được khía chữ thập. Nha Hoàn chỉ cần dùng một chút lực, đã bóc được vỏ hạt rẻ. Nếm thử xong, Nha Hoàn thậm chí không hỏi giá. Cho ta nửa cân trước. Nếu tiểu thư nhà ta thích ăn, lần sau ta sẽ mua nhiều hơn. Ta gói cho cô ngay. Cô cầm lấy. Bao nhiêu tiền? Đủ nửa cân 10 đồng. Nha Hoàn đến 10 đồng đặt vào tay vân chi Khiêm mẹ muội muội chúng ta kiếm được tiền rồi đại ca em đã nói là huynh nhất định bán được mà phù nhi muốn ăn gì đại ca kiếm được tiền rồi lát nữa mua đồ ngon cho muội muội biết đại ca là giỏi nhất mà bán được hàng cũng khiến vân chi khiêm thêm tự tin Liên cứ thế giao bán trên đường nhưng giao cả con phố cũng không bán được thêm nữa khiến vân chi khiêm lại chán nản ta phải nghĩ xem còn buôn bán gì được đúng rồi nguyên liệu làm kẹo mạch nha kiếm ở đâu nhỉ người ta nói uống nước nhớ nguồn nhưng đám dân làng này chuyên môn qua cầu rút ván Vòng ăn bội nghĩa thật là kỳ lạ hôm nay hạt rẻ không bán được bọn họ đành phải về nhà trước lưu thị bảo văn chi khiêm nói chuyện có cây rẻ ở chân núi cho trường thôn biết trưởng thôn gõ chiêm thông báo cho toàn bộ dân làng để công bằng mỗi nhà chỉ được cử hai người đi hái hạt rẻ làm cho có lệ Lưu Thị và Vân Chi Khiêm cũng mang theo bao tải và giỏ Tham gia vào đội ngũ hái hạt rẻ Lưu Thị không yên tâm để Vân Phu ở nhà một mình Liền cho cô bé đi cùng Chúng ta sống ở Tây Lĩnh Thôn này cả đời rồi Chưa từng thấy hạt rẻ nào Nhà họ Vân mới đến 2 năm Đã phát hiện ra hạt rẻ Có phải trưởng thôn nhận nhầm rồi không? Ta tự mình đi xem Sao có thể nhận nhầm được Ngươi không muốn đi thì về đi Trưởng thôn dẫn mọi người đến chân núi Lúc đầu dân làng không tin cho đến khi trưởng thôn bóc của gai trước mặt mọi người Mọi người mới tin Đại ca, chúng ta mau đi nhặt hạt rẻ thôi Cẩn thận kẻo bị người ta hái hết Hoàng gì chứ, kệ họ Đợi bọn họ nhặt hạt rẻ đầy giỏ thì Đại ca, thật sự làm vậy được sao? Hừ, đại ca đệ làm việc, đệ còn không yên tâm sao? Nghe ta, chúng ta không cần nhặt Lát nữa số hạt rẻ này đều là của chúng ta Hay 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 Tôn ba tử thấy nhà họ Vân đến ba người liền không đồng ý, lần trước bị nhà họ vân chơi một vố bà ta vẫn ghi hận trong lòng chưa tìm được cơ hội trả thù chúng ta đều đến hai người sao nhà họ vân lại được ba người đúng vậy chúng ta đều đến hai người sao nhà họ vân lại được ăn nhiều chiếm nhiều một đứa trẻ sáu tuổi nhặt được bao nhiêu thì cứ cho nó nhặt trẻ con sáu tuổi thì sao vậy ta gọi mấy đứa con nhà ta đến nhặt hạt rẻ hết mấy người này thật sự không có chút lương tâm nào hạt rẻ này là do nhà họ vân phát hiện nếu nhà họ vân muốn ăn nhiều chiếm nhiều con đến lượt bọn họ sao con gái ta còn nhỏ nó ở nhà một mình ta không yên tâm nên cho nó đi cùng phù nhi con mau qua chỗ cây kia cho mắt đi đừng chạy xa dạ mẹ không đúng chứ nhà họ vân đây là đất của tây lĩnh thôn chúng ta cây rẻ này cũng là của tây lĩnh thôn các người là người ngoài sao dám tham nam chiếm đoạt đồ của tây lĩnh thôn chúng ta cây rẻ này là do nhà họ vân phát hiện nếu nhà họ vân muốn độc chiếm Họ lén lút hái hạt rẻ về nhà là được rồi. Sao còn phải nói bí mật này cho cả làng biết sao? Nếu nhà họ Vân không nói cho các người biết, làm sao các người biết đây là cây rẻ? Trưởng thôn giải thích với mọi người, lúc này dân làng mới phát hiện ra, họ bị Tôn bà tử rất mũi. Tôn bà tử, nếu bà không thích hạt rẻ thì đừng nhận nữa. Dân làng đông, mấy cây rẻ chẳng mấy chốc đã bị hái hết. Thấy trên cây đã hết sạch. Mọi người vác giỏ lên định về nhà liền bị triệu hữu tài và triệu nhị cầu chặn lại muốn đi cũng được để lại hết hạt rẻ trong giỏ à? triệu hữu tài triệu nhị cầu hai người lời biếng đến mức một hạt rẻ cũng không nhặt đi đường còn muốn người khác đi thay giờ lại muốn cướp hạt rẻ do mọi người hái được nằm mơ đi ta biết mọi người hái hạt rẻ cho nhà họ triệu cũng vất vả vậy đi các người lấy đi một nửa nửa còn lại để đây nửa gì chứ nửa số hạt rẻ đó Tại mấy cây rẻ này mọc trên ruộng nhà ta Nói bậy, đây đâu phải mọc trên ruộng nhà ngươi Đây rõ ràng là đất hoàng vô chủ Mảnh ruộng này của thật là của nhà ta Cho các ngươi xem Triệu hữu tài, triệu nhị cẩu Các ngươi muốn làm gì Trưởng thôn, ta cũng muốn hỏi ngươi Hạt rẻ tuy là mọc dại Nhưng mọc trên ruộng nhà ta Không phải là của nhà ta sao Ruộng nhà các ngươi Sao các ngươi không chịu trồng trọt cho đàng hoàng Lại để hoang phế thành ra thế này Hai anh em chúng con sức khỏe không tốt Trong nhà cũng không có đàn bà làm việc Ngươi muốn thế nào Là thế này Trưởng thôn nói Ta không để mọi người làm không công đâu Để lại cho nhà họ chịu một nửa Số còn lại cho bọn họ mang về Triệu hữu tài vừa dứt lời Dân làng liền thi nhau mắng chửi Rõ ràng là không đồng ý với lời triệu hữu tài Khiến trưởng thôn cũng khó xử Hay là chia hạt rẻ thành ba phần đi Nhà ngươi một phần, bọn họ hai phần không được tin thức ăn trên đất nhà họ chịu chúng ta phải là nhà chúng ta hai phần bọn họ một phần mới đúng triệu nhị cẩu đừng được voi đòi tiên cây rẻ này vốn là mọc dại ai nhận được là của người đó đúng vậy chúng ta hai phần các ngươi một phần đã là nhường nhị lắm rồi các ngươi không biết đủ thì một hạt cũng không chia cho các ngươi ta nói này chuyện này chẳng phải do thằng nhóc nhà họ vân gây ra sao cũng không hỏi rõ ràng đã gọi chúng ta đi hái hạt rẻ biết trước trời nóng như vậy cho ta một hai lượng bạc ta cũng không đến Biết trước dân làng Tây Lĩnh Thôn là loại người này Ta tuyệt đối không để con trai đi báo cho trưởng thôn Tôn bà tử, sao bà mặt dày thế? Người ta, thằng bé nhà họ Vân đâu có kể dao vào cổ bà Bắt bà đi hái hạt rẻ Là bà muốn chiếm tiện nghi nên mới đi hái Giờ hái hạt rẻ không chiếm được tiện nghi Lại đổ lỗi cho nhà họ Vân Bà chơi trò vô lại này cũng giỏi đấy Trình thị ở trong làng nổi tiếng là người tốt Có nhiều nhà chơi thân với bà ấy Bà ấy vừa rất lời liên có nhiều người đứng ra đồng tình đúng vậy tôn bà tử đừng nói lời vô liên sỉ như vậy lúc chiếm tiện nghi bà chạy nhanh hơn ai hết người ta tốt bụng thông báo cho bà chẳng lẽ lại thông báo sai sao xem ra lần sau có chuyện tốt chúng ta cũng phải chú ý cẩn thận bị tôn bà tử cắn ngược lại tất cả im miệng nhà họ triệu các người nói đi phương án ta vừa nói có được không trưởng thôn không phải chúng tôi không đồng ý ông cũng biết tình hình nhà chúng tôi thật sự là sắp hết gạo nấu cơm rồi chúng tôi trông cậy vào số hạt rẻ này để sống qua ngày vân chi khiêm đứng nghe nãy giờ vừa rồi cũng nhìn thấy giấy tờ đất đai triệu hữu tài đưa ra trưởng thôn hay là đo đạc lại đi ạ à? nếu mấy cây rẻ này thật sự mọc trên đất nhà họ thì bàn bạc lại cũng không muộn sao ta lại quên mất chuyện này nhỉ mấy cây này rốt cuộc có mọc trên đất nhà họ triệu hay không đo đạc là biết ngay không thể cứ nghe nhà họ triệu nói là mọc trên đất nhà họ thì là mọc trên đất nhà họ được đầu ông người đọc sách của nhiên linh hoạt Thằng bé nhà họ Vân nói đúng Ta sẽ gọi người đến đo đạc ngay Chẳng mấy chốc thước liền được mang đến Đại ca, làm sao bây giờ Hoàng gì chứ, trưởng thôn thúc Không cần phiền phức như vậy đâu Cứ theo cách ông nói Bọn họ hai, chúng tôi một Tiếp tục đo đạc Quả nhiên, kết quả cuối cùng là cây rẻ không mọc trên đất nhà họ chịu Mảnh đất đó là đất hoàng vô chủ Hôm nay hái được hạt rẻ Toàn nhiều vân ra Mau về đi Dân làng vác giò hạt rẻ nhà mình Đi ngang qua triệu hữu tài và chịu nhị cầu Còn không quên chế diễu Thấy trưởng thôn nhìn mình với ánh mắt không thiện cảm Hai người vội vàng trốn mất Về hết đi